Bạn có biết để chứng minh cho thương hiệu quá nhanh quá nguy hiểm, series Fast and Furious đã sử dụng 12.000 chiếc xe và phá hủy 2.500 chiếc chỉ sau 9 phần phim? Thậm chí phá xong là họ bán ve chai ngay, còn yêu cầu chủ vựa phải nghiền nát để không ai có thể dùng được. Hay vai cảnh sát chìm Brian đã từng được nhắm cho anh rapper da trắng Eminem? Tất cả sẽ được giải đáp trong video Top 50 sự thật của series đình đám về các Racing Boy Racing Girl mang sức mạnh của siêu anh hùng Fast and Furious nhân dịp phim ra mắt phần 10 vào tháng 6 với sự xuất hiện của một phản diện mới được cho là khủng nhất từ trước đến nay do Jason Momoa thủ vai. Phần giới thiệu đã xong, bây giờ thì anh em hãy nhanh tay bấm ngay cái nút đăng ký và xem tiếp để mình cùng trổ tài làm Racing Boy đi. Tôi hứa là sẽ cực kỳ phê luôn đấy. Giờ thì đua thôi, let's go! Một, sở hữu ngoại hình vạm vỡ cùng thần thái máu chiến, anh Vinh Dầu Nhớt aka Vin Diesel được người hâm mộ đặt cho biệt danh sinh ra để làm Dominic Toretto. Tuy nhiên, anh Vinh không phải cái tên đầu tiên cho vai nam chính của loạt phim. Được biết, Timothy Olyphant mới là người được chọn để vào vai Toretto. Tuy nhiên, nam diễn viên đã từ chối vì không hứng thú với vai diễn. 2. Theo chia sẻ của nam tài tử quá cố Paul Walker, anh từng băn khoăn về sức nóng của Fast Five. Anh cho rằng nếu cứ nhận lời những lần kế tiếp, khán giả sẽ nhàm chán với mô típ đua xe ảo ma Lazada đã kéo dài suốt 5 phần liên tiếp. Nhưng may mắn đã đến với loạt phim khi phần 5 được công chiếu, nó đã nhanh chóng thu về 1 tỷ đô. Về phía Paul Walker, anh vẫn tiếp tục với vai diễn Brian O'Connor cho tới ngày anh qua đời sau một vụ tai nạn giao thông. 3. Để hoàn thành phần phim thứ 7 khi thiếu vắng Paul Walker, giám đốc James Wan đã quyết định sử dụng công nghệ CGI với mục đích tái tạo lại hình ảnh của nam chính Brian O'Connor. Do đó, mọi cảnh quay trong phần 7 trở đi, sự xuất hiện của Paul đều được dựng bằng kỹ thuật máy tính. 4. Trước khi nhận lời mời đóng Fast and Furious, Michelle Rodriguez và Jordana Brewster, hai nữ diễn viên đóng các vai Racing Girl đình đám là Letty và Mia đều chưa có giấy phép lái xe, vì thế họ đã phải học lái xe trong quá trình sản xuất phim. 5. Trong một phỏng vấn với trang Business Insider, đạo diễn hành động Spiro Rosatos cho biết hai trong số những pha nguy hiểm điên rồ trong phần 7 suýt nữa đã không được thực hiện. Đó là cảnh rượt đuổi xe trên đường núi phía tây Colorado Springs thuộc bang Colorado, nước Mỹ để cứu Ramsey và cảnh Brian nhảy ra khỏi chiếc xe đang rơi xuống vách đá. 6. Theo kịch bản ban đầu, cảnh này chỉ ngắn gọn là sau khi những chiếc xe từ trên trời rơi xuống, chúng tiếp đất an toàn. Nhóm của Dom cứu cô gái và chạy đi do các nhà sản xuất phim e ngại những vấn đề về tài chính. Vì vậy, đạo diễn Spiro Zoratos đã dùng rất nhiều lít nước bọt để năn nỉ họ. Cuối cùng, hãng phim đồng ý và cho phép ông làm theo ý mình. 7. Cảnh quay chiếc xe buýt từ từ rơi xuống từ đỉnh của một vách đá, trong khi một diễn viên đóng thế nhảy ra khỏi xe được xem là cảnh quay gây thót tim nhất trên phim trường Furious 7, vì tất cả đều là cảnh quay thật mà không cần bất kỳ hiệu ứng máy tính nào. 8. Đoàn làm phim đã liên lạc với ông Richard Jensen, chủ bãi phế liệu Bonnie's Car Crusher gần Colorado Springs khi nhìn thấy biển hiệu mua xe phế liệu. Trong số những chiếc xe bị hỏng không thể sửa chữa bao gồm vài chiếc Mercedes-Benz, một chiếc Ford Crown Victoria và một chiếc Mitsubishi Montero. 9. Jensen và đội của ông đã mất rất nhiều ngày để chất số hàng này lên xe tải và đưa đi. Nhà làm phim thậm chí còn khăng khăng đòi ông chủ bãi phế liệu phải cắt vụn hoặc là ép nát tất cả để đề phòng có ai đó tìm cách sửa lại, dẫn đến khả năng bị thương. Ông Richard Jensen nói, cảm giác khi nhìn những chiếc Mercedes-Benz đời mới kêu răng rắc dưới máy nghiền rồi chẳng còn hình dáng gì cả, nó lạ lắm. 10. Theo nhà sản xuất Fast and Furious, đã có tổng cộng 12.000 chiếc xe được sử dụng trong 9 phần phim. 11. Để đem đến các phân cảnh đua xe bá đạo cho khán giả, nhà làm phim quá nhanh quá nguy hiểm đã phá hủy 2.500 chiếc xe, nghĩa là cứ 49 giây trên màn ảnh thì sẽ có một chiếc bị phá banh ca lông. 12. Theo trang web CBR, Fast and Furious đã lọt top 15 thương hiệu điện ảnh có doanh thu cao nhất mọi thời đại với số tiền là 6,62 tỷ đô la, đứng vị trí thứ 8. 13. Trước Toretto, nam diễn viên Vin Diesel từng vào vai một gã tội phạm khác có tên là Riddick. Tuy nhiên, sau phần phim ra mắt năm 2000, nhân vật này nhanh chóng rơi vào quên lãng. Nhưng anh Vinh vẫn hạ quyết tâm hồi sinh nhân vật này. Tuy nhiên, phần thứ hai về gã tội phạm hậu tận thế có tên The Chronicles of Riddick vẫn thua đậm khi chỉ thu về 115,8 triệu đô, dù kinh phí ban đầu là 110 triệu. Cơ mà vì muốn toàn quyền sở hữu nhân vật này, anh Vinh Dầu Nhớt đã thỏa thuận với hãng Universal Pictures rằng anh sẽ vào vai Dominic Toretto với vai trò khách mời trong phần phim 2006 Tokyo Drift để đổi lấy quyền sở hữu Riddick.
Nhờ Riddick, từ đó trở về sau, Dominic Toretto đã xuất hiện trở lại trong vai trò nam chính của loạt phim Fast and Furious. 14. Tương tự vai Dominic Toretto của anh Vinh Giàu Nhất, vai Luke Hobbs ban đầu cũng được nhắm cho một cái tên khác, chứ không phải là The Rock. Đó chính là mật vụ K của Men in Black, nam diễn viên Tommy Lee Jones. 15. Anh Vinh cho biết sau khi người hâm mộ tiến cử anh đen đá cho một vai diễn của Fast and Furious, nhà sản xuất đã thay đổi ý định và chọn diễn viên Gwen Johnson cho vai Luke Hobbs thay vì Tommy Lee Jones khi ấy đã ngoài 60 tuổi. 16. Trước khi Paul Walker tham gia loạt phim, các diễn viên được nhắm đến cho vai Brian O'Connor gồm Mark Wahlberg, Christian Bale và Eminem. 17. Vai Deckard Shaw ban đầu được đề nghị xuất hiện chính từ phần thứ 6 của series. Tuy nhiên vì không khớp được lịch làm việc với diễn viên Jason Statham, nên nhà làm phim đành nhá hàng ở đoạn cuối phần 6 và cho anh xuất hiện muộn màng ở phần 7. 18. Cảnh rượt đuổi ở thành phố Rio de Janeiro của Brazil thực tế được quay ở Puerto Rico, một vùng quốc hải thuộc chủ quyền của Hoa Kỳ nằm ở phía đông bắc vùng biển Caribe. 19. Chucheja Keiichi, vận động viên đua xe nổi tiếng với biệt hiệu Vua Drift ở Nhật Bản, đã xuất hiện dưới dạng vai cameo trong The Fast and Furious Tokyo Drift. 20. Chiếc xe Skyline GTR xuất hiện ở Too Fast, Too Furious là xe ngoài đời thực của diễn viên quá cố Paul Walker. 21. Nữ diễn viên Michelle Rodriguez không hề biết rằng nhân vật của cô còn sống cho tới khi tự mình xem cái kết đầy bất ngờ ở Fast Five tại rạp chiếu phim, vì các chi tiết về kịch bản của Fast Five đều được bảo vệ với chế độ tuyệt mật. 22. Năm 2019, Furious 9 The Fast Saga đã lọt vào top 10 bộ phim điện ảnh được tìm kiếm nhiều nhất tại Việt Nam. 23. Nhiều cảnh trong Tokyo Drift được quay một cách bí mật do luật pháp nghiêm ngặt của Nhật Bản. Thậm chí đạo diễn Justin Lin còn chọn một trong những giám đốc sản xuất làm đạo diễn sơ cua để đề phòng nếu anh bị bắt, bộ phim sẽ không bị tạm dừng quay. 24. Biệt thự mà tên trùm ma túy Carter Veron sống trong bộ phim Too Fast, Too Furious chính là biệt thự thuộc sở hữu của ngôi sao cơ bắp Sylvester Stallone. 25. Nhân vật Han do Sung Kang thủ vai từng xuất hiện trong một bộ phim khác không phải là series Fast and Furious. Đó là tác phẩm đầu tay của đạo diễn Justin Lin mang tên Better Luck Tomorrow. 26. Vì hãng Universal không biết liệu Vin Diesel có đồng ý quay lại với bộ phim Fast and Furious thứ 2 hay không, do đó họ đã dự phòng trường hợp này bằng cách viết hai kịch bản, một cái do Dominic Toretto làm nhân vật chính và một cái do bạn thân từ thuở cởi chuồng tắm mưa của Brian O'Connor, Roman Pierce là vai chính. 27. Năm 1954, từng có một bộ phim có tên là The Fast and the Furious cũng liên quan đến đề tài đua xe. Thậm chí chiếc Jaguar cũng có một vị trí rất quan trọng trong tác phẩm. Đến 2001, Universal đã mua lại quyền sở hữu tên gọi The Fast and the Furious, nhưng không phải là bản quyền nội dung tác phẩm, vì câu chuyện của phiên bản 2001 vốn được lấy cảm hứng từ một bài báo. 28. Theo The Wrap, năm 1998, đạo diễn Rob Cohen đã đọc một bài báo có nhan đề là Racer X của Ken Lee trên tờ Vibe Magazine, mô tả chi tiết đời sống một nhóm đua xe đường phố tại New York. Sau đó, Cohen đã tới xem một cuộc đua tại Los Angeles và nảy ra ý tưởng về The Fast and the Furious. Vì thế, đạo diễn Cohen đã thuyết phục hãng Universal mua lại bản quyền nội dung bài báo từ Lee. 29. Kể từ khi lên màn ảnh rộng, Angelino Heights đã trở thành địa điểm thu hút nhiều khán giả, đặc biệt là fan hâm mộ của series Fast and Furious. Trong đó, Bob's Market, cửa hàng nằm ở góc đường Kensington và Bellevue, số 1234 đại lộ Bellevue, thuộc sở hữu của gia đình nhân vật Dominic Toretto trong phim, được đông đảo du khách đến tham quan và chụp ảnh. 30. Vào năm 2017, khi tham gia phỏng vấn trong chương trình quảng bá bộ phim The Fate of the Furious, diễn viên thủ vai Roman Pierce, Tyrese Gibson, đã có những câu trả lời làm dậy sóng cư dân mạng. Cụ thể, khi đề cập tới những phụ nữ phóng khoáng, anh có nhận xét tiêu cực: những người này luôn luôn được vây quanh bởi đàn ông, bởi vì họ không có tiêu chuẩn nào cả. Họ sẵn sàng lên giường với bất kỳ người đàn ông nào họ muốn, và mỗi khi những gã đó muốn ngủ với họ. Phát ngôn này đã khiến Gibson nhận không ít gạch đá để xây nhà và phải ra mặt để xin lỗi ngay sau đó. 31. Dù là một tác phẩm đến từ Hollywood, nhưng trong các phần đầu tiên của series, chỉ có hai chiếc xe Mỹ là được các diễn viên chính lái, còn lại đa số đều là ô tô ngoại nhập, chủ yếu đến từ Nhật Bản. Nhưng trong phần phim thứ tư, số lượng xe ngoại nhập và xe nội địa của Mỹ đã được cân bằng. 32. Phần lớn các pha hành động nguy hiểm của The Rock trong Furious 7 được thực hiện bởi em họ của anh, Tano Irid. 33. Trong ngoại truyện Hobbs and Shaw, nhân vật siêu chiến binh của Idris Elba được gọi bằng cái tên Black Superman. Cái tên này không hề có trong kịch bản gốc mà được Johnson nghĩ ra trong phút cuối. 34.
Trong quá trình quay phần phim thứ 3 Tokyo Drift tại Los Angeles, đoàn làm phim đã sử dụng đến 600 diễn viên người châu Á trong các cảnh phim trên đường phố. 35. See You Again, nhạc nền của bộ phim Furious 7 ra mắt năm 2015 là đĩa đơn thành công nhất trong sự nghiệp của Wiz Khalifa và Charlie Puth cho đến nay. Ca khúc đã có 12 tuần liên tiếp đứng ở đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Mỹ, giành 3 đề cử Grammy, đề cử giải quả cầu vàng và đạt gần 6 tỷ lượt xem trên YouTube. 36. Helen Mirren, nữ diễn viên 76 tuổi từng giành giải Oscar, đã lái siêu xe trị giá gần 300.000 đô la trong phần 9 của loạt phim. Được biết, ngôi sao người Anh là diễn viên lớn tuổi nhất từng tham gia bộ phim này. 37. Năm 2011, một phụ nữ tên là Sarah Deming ở bang Michigan đã đệ đơn kiện công ty phim District sau khi bộ phim Drive của công ty này phát hành do nam diễn viên Ryan Gosling đóng chính. Sarah cho biết Drive đã chơi cô bằng cách marketing đều phim rất giống với Fast and Furious, rằng sẽ có hai ngôi sao lớn với một cốt truyện tội phạm quen thuộc với nhiều cảnh đua xe và trộm cướp. Nhưng rốt cuộc, Drive chỉ là một tác phẩm có hơi hướng nghệ thuật ảm đạm, đen tối với một Los Angeles sáng đèn neon. Kết quả là bị hại đã được hoàn trả tiền vé sau sự hiểu nhầm của mình. 38. Những chiếc xe sử dụng trong phần 7 đều có động cơ và hộp số giống nhau. Đó là động cơ Dodge hoặc là Chevrolet với công suất 530 mã lực kết hợp với hộp số sàn. Điều này giúp tiết kiệm chi phí để chuẩn bị và sửa chữa những chiếc xe được sử dụng trong các pha hành động nguy hiểm. 39. Theo một thống kê của Insider vào năm 2017, thì xuyên suốt từ phần đầu tiên cho đến phần thứ 7, Từ Gia Đình đã được nói đến tận 33 lần. 40. Vì anh Vinh giàu nhớt trong phim cứ sơ hở là nhắc đến gia đình, nên nó đã trở thành cảm hứng để các thánh meme trổ tài. Vào tháng 6 năm 2021, meme đầu tiên mở màn cho Nothing Stronger Than Family đã được đăng tải trên diễn đàn Reddit khi Dom cùng chiếc xe yêu dấu của mình lạc vào vũ trụ Star Wars để giúp đỡ Anakin Skywalker. Ngay sau đó, meme này đã được lan truyền rộng rãi và liên tục nối tiếp nhau ra đời các meme khác liên quan đến chủ đề này. 41. Bên cạnh các phần phim chiếu rạp thu hút hàng triệu khán giả trên toàn cầu, series hành động đình đám Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm còn có hai bộ phim ngắn kết nối giữa các phần, có tên là Turbocharged Prelude ra mắt năm 2003, kết nối giữa phần 1 với phần 2, và Los Bandoleros ra mắt năm 2009, kết nối giữa phần 1 với phần 4. 42. Phim ngắn Los Bandoleros do chính diễn viên Vin Diesel lên kịch bản, làm đạo diễn và kiêm luôn nhà sản xuất. 43. Mặc dù là thành viên của cùng một nhóm, nhưng Brian và Letty đã không thực sự trò chuyện với nhau cho đến tận cuối phần 6. Phần 1 họ không nói, phần 2 thì nữ diễn viên Michelle Rodriguez không đóng, sang phần 3 thì cả hai đều không có vai, phần 4 thì Letty chết sớm và không xuất hiện trong phần 5. 44. Trong phần 6 có một phân cảnh dài 13 phút cho thấy nhóm đua đuổi theo một máy bay đang chạy với vận tốc 185 km/h. Với thời lượng như vậy, đường băng phải dài cỡ 45 km. Tuy nhiên, đường băng trải nhựa dài nhất thế giới hiện nay đặt tại sân bay Kamdobanda, Tây Tạng, Trung Quốc cũng chỉ dài khoảng 5,4 km mà thôi. 45. Ngoài đời, Paul Walker là một racing boy hàng real 100%, vì vậy anh thường tự mình đóng những cảnh nguy hiểm trong phim. 46. Chiếc xe Dodge Charger 1969 do Dom điều khiển trong The Fast and the Furious thực chất là mẫu xe năm 1970, nhưng được làm trông giống như một chiếc Charger 1969. 47. Năm 2021, chiếc Toyota Supra do nhân vật Brian O'Connor cầm lái đã tham gia một cuộc đấu giá tại Las Vegas và thu về số tiền là hơn nửa triệu USD. 48. Diễn viên Sung Kang đã gợi ý rằng người hâm mộ của Fast and Furious nên làm một chiến dịch hashtag cho Giselle của Gal Gadot như cách họ đã làm với Han để mang cô ấy quay trở lại với series. 49. Ban đầu, một chiếc Ferrari, Le Ferrari, đã được lên kế hoạch để xuất hiện trong Furious 7, nhưng cuối cùng nó đã được thay thế bằng một chiếc Lincoln Hypersport. 50. Trong đám cưới của mình, nữ diễn viên đóng vai nhân vật Mia đã cho trưng bày dàn siêu xe gắn liền với tên tuổi của cô đến từ loạt phim Fast and Furious, với hình ảnh các diễn viên trong cảnh lái xe được đặt ở cửa sổ bên tay trái. Và đó là 50 sự thật về những racing boy coi thường vật lý. Các bro có ý kiến nào khác nữa không? Hãy bình luận phía bên dưới cho Messine tôi biết nhé. Còn bây giờ thì bye bye!